Là một trong những lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu hiện nay, hạt dưa mạch trắng đang được nhiều người yêu thích nhờ vào những lợi ích sức khỏe nổi bật mà nó mang lại. Với hương vị thơm ngon và đa dạng cách chế biến, hạt dưa mạch không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn là nguồn cung cấp protein, chất xơ và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Vậy hạt dưa mạch trắng có gì đặc biệt và giá cả như thế nào? Hãy cùng khám phá hạt dưa mạch trắng giá rẻ nhất thị trường, một sản phẩm tuyệt vời cho sức khỏe và sự tiện lợi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui. Vậy hạt dưa mạch trắng là gì? Hạt dưa mạch trắng, hay còn gọi là quinoa, là một loại hạt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, nổi bật với thành phần dinh dưỡng phong phú. Chúng chứa nhiều protein, chất xơ, vitamin B và các khoáng chất như sắt, magie và kẽm. Hạt dưa mạch trắng được xem là một trong những nguồn thực phẩm lành mạnh nhất, lý tưởng cho người ăn chay, người muốn giảm cân hoặc đơn giản là những ai đang tìm kiếm một món ăn bổ dưỡng. Hạt dưa mạch trắng được trồng chủ yếu tại các vùng núi Andes, nơi có khí hậu mát mẻ và đất đai màu mỡ. Những hạt dưa mạch này được thu hoạch và chế biến cẩn thận để giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Chúng được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, từ khâu chọn giống, trồng trọt đến thu hoạch và chế biến, đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn và chất lượng. Hạt dưa mạch trắng không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hàm lượng protein cao, hạt dưa mạch trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bổ sung protein thực vật trong chế độ ăn. Hơn nữa, chất xơ có trong hạt dưa mạch giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và duy trì cảm giác no lâu hơn. Ngoài ra, hạt dưa mạch cũng chứa nhiều axit amin thiết yếu, giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Để chế biến hạt dưa mạch trắng rất đơn giản. Bạn chỉ cần rửa sạch hạt, sau đó nấu với tỷ lệ 1 phần hạt dưa mạch và 2 phần nước. Đun sôi, sau đó hạ lửa và nấu khoảng 15 phút cho đến khi nước cạn. Hạt dưa mạch có thể được sử dụng trong nhiều món ăn, từ salad, súp đến món xào hay thậm chí làm bánh. Ngoài ra, hạt dưa mạch cũng có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác như rau củ, thịt hoặc các loại hạt để tạo ra những món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bữa ăn nhẹ hoặc bữa chính. Mặc dù hạt dưa mạch trắng là sản phẩm tự nhiên và an toàn, nhưng cũng cần lưu ý đến một số điều khi sử dụng. Đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, nên bắt đầu với một lượng nhỏ và tăng dần để cơ thể quen với hạt. Đảm bảo rửa sạch hạt trước khi chế biến để loại bỏ lớp saponin có thể gây đắng cho món ăn. Ngoài ra, khi chọn mua hạt dưa mạch trắng, bạn nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Hạt dưa mạch trắng là một sản phẩm tốt để sử dụng, nhưng hãy chắc chắn rằng chúng được sản xuất theo quy trình an toàn và vệ sinh. Hãy thử ngay hạt dưa mạch trắng để trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại. Với sự tiện lợi và chất lượng vượt trội, hạt dưa mạch trắng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho sức khỏe và chế độ ăn uống của bạn. Để mua hạt dưa mạch trắng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tìm thấy nhiều địa điểm phân phối. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm, hãy đến ngay Nông sản Dũng Hà nơi cam kết cung cấp hạt dưa mạch trắng chất lượng trên thị trường, được lựa chọn từ những nguồn gốc đáng tin cậy và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại đây, hạt dưa mạch trắng có giá dao động từ 150.000 đồng. Thực phẩm sạch Dũng Hà chúng tôi chuyên cung cấp hạt dưa mạch trắng chất lượng với giá thành hợp lý. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua trực tiếp hoặc liên hệ hotline 1900 986865. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Nông sản Dũng Hà để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.